Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với Giá Xe TVB 24 giờ và mình là Chi. Hôm nay Chi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng xe số hiện tại đang được khá là nhiều giới trẻ cũng như là các anh các chú ưa chuộng nhé. Thì với phân khúc là 125 phân khối thì dòng xe này có những gì? Thứ nhất thì dòng xe này được trang bị một cái động cơ là 125 phân khối cùng với hệ thống phun xăng điện tử FI này. Tăng khả năng tiết kiệm xăng cũng là vận hành được êm ái hơn. Và phiên bản mà hiện tại Chi đang đứng ở đây là một phiên bản đặc biệt. Có thiết kế là bánh mâm thắng đĩa này, một trong những một cái màu trắng này thì được mọi người ưa chuộng lựa chọn khá là nhiều. Với dòng xe này thì hiện tại bên Chi đang có mức giá trong khoảng tầm từ 37 triệu thôi là mình đã có thể sở hữu được cái con xe này. Và đặc biệt là con này ở phiên bản là 125 phân khối, có được thiết kế thêm cho mình là phần bánh mâm này trong xe rất là cứng cáp và chắc chắn. Thiết kế thắng đĩa này vô cùng an toàn và tiện lợi này, tinh xảo, trong chiếc xe rất là hài hòa nhé. Ngoài ra thì với con xe này mình mua góp thì ở hiện tại bên cửa hàng Chi hỗ trợ mua góp. Với mức giá thì mình chỉ cần đưa trước cho Chi khoảng tầm từ 2 đến 3 triệu đồng là bên Chi có thể hỗ trợ cho mọi người nhận xe. Và giấy tờ thì chỉ cần là căn cước công dân thôi là mình đã có thể sở hữu được cái con xe này rồi. Và hiện tại thì bên showroom của Chi có về đầy đủ tất cả các màu của xe future, ví dụ màu trắng này, màu đen, màu xanh hoặc là màu đỏ nữa. Ngoài những màu cơ bản của xe thì bên Chi còn hỗ trợ lên màu sơn 3D tất cả các màu cho mọi người. Như cái con này mọi người để ý điện có cái hệ thống là phun xăng điện tử FI nhá, rất là tiết kiệm xăng cho mình. Xe nó có đủ phiên bản này, bánh căm đĩa này với bánh mâm đĩa, màu sắc cũng có đầy đủ các màu và hỗ trợ lên màu 3D cho tất cả các phiên bản cũng nhỉ. Nếu mà bạn nào mình mong muốn lên được phiên bản nào thì cứ liên hệ số Zalo Chi để trực tiếp ở dưới màn hình là 0867082520 để Chi sẽ hỗ trợ trực tiếp cái phần lên màu cũng là đổi cái màu cà vẹt xe cho mọi người phù hợp để mọi người có thể vận hành nhé. Ngoài ra thì với cái màu 3D ở bên Chi hiện tại thì chỉ hỗ trợ cho mình là lên màu sơn 3D chỉ với là 2 triệu đồng tất cả các màu sơn cho mọi người mong muốn luôn. Và với cái con xe này nếu mà mọi người mua xe trong thời điểm này và mình có liên hệ trước với Zalo của Chi để ở dưới màn hình thì Chi sẽ hỗ trợ cho mọi người về chi phí đi lại là xăng xe và combo quà tặng 2 triệu đồng dành cho khách hàng liên hệ trước. Đặc biệt là cuối tháng này thì bên Chi đang diễn ra chương trình bên Chi hiện tại là cuối tháng 6 năm nay sẽ tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng và mình sẽ có cơ hội trúng là xe Sirius này, TV, tủ lạnh hoặc là lò vi sóng và những cái phần quà rất là hấp dẫn đến từ bên cửa hàng của Thanh Vương Phát. Nên là nếu mà mọi mình quan tâm đến các chương trình khuyến mãi hoặc là các dòng xe tại cửa hàng thì mình có thể liên hệ trực tiếp số Zalo Chi để ở dưới để Chi sẽ là người hỗ trợ trực tiếp về giá và các chương trình ưu đãi khuyến mãi tốt nhất cho mọi người. Địa chỉ mà Chi đang đứng thì đang có mặt là số 359 khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và bên Chi hiện tại có 8 hệ thống trên toàn tỉnh Bình Dương. Nếu mọi người thắc mắc về vấn đề nào thì mình hãy liên hệ trực tiếp số Zalo Chi để ở dưới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Chi ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt. Bye bye.